Ờ. Đặc biệt có ốc dừa xào bơ, có ốc heo với ốc bóng nha mọi người. Có gì vậy trời? Phút đó quảng cáo nha mọi người, ai đang bị vấn đề về phương pháp thì hãy gọi cho búp búp. Gì vậy má, tự nhiên đây nói má thì má đưa qua đây là má. Có gì vậy trời? Xào xáo nha, nội bộ lục đục nha mọi người. Gọi vô chưa chị búp? Trời ơi, má giận quá, má cũng giận đó má. Dễ giận quá ha. Đó, chị búp đó mọi người, đây là bộ mặt của chị búp nè, hay giận người ta lắm. Đó, lời nói đầu tiên xin cho bà đế Vũ Đô Phương. Ghê quá à. Ủa, chị búp ghê. Ồ, xui, bông lông bông lá, ghê quá. Xịt khuẩn vô, xịt khuẩn vô. Hai má ép không đó hai má. Ôi, chứ bồng ép không? Ép không đỡ mấy người thở oxy. Hai mình rồi nãy hùng lý nó sao khổ oxy. Cũng xong hết rồi mấy má ơi, cũng xong hết rồi. Hello. Hello tất cả mọi người nha, lời nói đầu tiên xin cho bên đế Vũ Đô Phương, anh Hùng Lý nè, chị Búp Búp nè, gửi lời chúc và lời chào đến tất cả mọi người. Những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh của anh Sức Sống Mới và kênh của Sắc Màu Cầu Vồng phải không? Sắc Màu Sài Gòn. Ủa, Sắc Màu Sài Gòn. Sắc Màu Cầu Vồng. Em xin lỗi, Sắc Màu Sài Gòn nha. Thì hôm nay được chị Búp Búp dẫn qua thôi nha, nhưng mà trả tiền là em. Đó, đúng rồi, cái gì phải nói thật. Em tưởng là biết sao, em tưởng là bữa nay chị rủ em đi ăn ốc, chỗ chắc bữa nay chị Búp chỉ bao, trời ơi. Không có đâu nha, chị mới đem tiền theo. Hôm đó trời, chị cũng là chị mình. Má ơi, hồi hôm qua chị rủ em quá trời nè, gọi nội cho má năn nỉ, alo Tu Phương đi ăn ốc nha, Tu Phương nha, ăn ốc nha. Cái điều này lại tới nhà nói như là má quỳ lại nó nè. Không đi, không đi. Mà sao nó bệnh ngộ vậy? Cái bệnh hay ra đường hay quên đem tiền theo vậy? Ờ, chán cái có gì lúc buông xuôi. Có gì kỳ vậy? Lúc muốn buông xuôi luôn đó chứ. Hôm nay và để chủ Tu Phương với lại chị Búp Búp qua ăn ủng hộ ốc chị bé hai, chị bé hai bán lợi thì sẵn ở thăm chị bé hai đồng liên. Chị bé hai đeo vàng quá trời đeo luôn. Thôi đừng có nói mà. Đừng có nói, đừng có nói, đừng có nói. Đừng có nói, chị hai đeo vàng có tự nhiên nói tùm lum tùm la trên đây vậy trời. Bé hai mới mua có mấy ngày rồi nói gì, bán có 2 ngày mua đó, nói gì. Bán có 2 ngày rồi nói, ụ mua vàng quá trời. Không có nói má ơi. Trời kỳ quá bé thiệt. Má dễ sợ chán, dễ sợ thiệt. Bé hai còn kêu anh giấu cái gì không? Vài bữa nay em mua mấy bộ vòng còn kia anh giấu nữa. Trời ơi, thôi chết rồi. Bé hai nói gì nè, phạm giấc mùa này nha mọi người. Bé hai nói là khoảng 4-5 ngày nữa anh Hùng dẫn em đi mua 3-4 bộ vòng. Mà đi đừng có nói. Đeo tới đây, từ đây tới đây luôn mà má, đeo từ đây tới đây luôn mà má. Giấu. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 10 nha mọi người, cũng là ngày mà bớt chỉ thị đó, cho nên thì những anh chị em ăn ngày qua chị này con. Mình ghé mình ăn ủng hộ chị hai nha. Chị hai chỉ bán ăn về đó nha mọi người nha. Làm không được. Rồi nhiều món ốc luôn mọi người thấy không? Mai mốt vừa ăn được. Đó. Ốc bông nè, ốc bóng, ấy lộn, quên, bóng là em bóng. Ốc bông nè, cà na nè, rồi ốc móng tay nè. Xuất sắc. Rồi ốc tỏi nè. Xuất sắc. Rồi có thêm món mới là gì anh Hùng? Món mới hả? Ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa. Rồi, chị hai quá. Đặc biệt ốc dừa xào bơ. Có ốc heo với ốc bóng nha mọi người. Có gì vậy trời? Phút đó quảng cáo nha mọi người, ai đang bị vấn đề về phương pháp thì hãy gọi cho búp búp. Có ba con ốc bóng nha mọi người nha, nè, đây kìa đó kìa, ảnh lợi kìa. Ốc bu giỡn hoài. Đó, ảnh lợi kìa. Dạ. Đó. Đó, đó, đó. Đó, cho hết nào đó. Nó biết rồi nha Phường. Bán ốc, xui gì. Dạ, 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 bữa nữa em bán. Lựa đi anh. Lấy chị, lấy em cuốn sổ đi chị. Thôi đừng có làm ta sợ, búp ơi, từ từ má. Dạ cho em gửi vậy anh ơi. Thôi rồi, lấy này nè. Lấy chàng ghẹ. Ghẹ làm gì anh? Chàng muối. Một phần ha. Đó, chị búp được cái chị lanh vậy đó mọi người. Lanh chanh. Bây giờ chán rồi, nhà có mấy chị em mà đó. Có đầu tay cho búp nha. Đầu tay cho búp. Nhưng hôm nay rất là vui luôn á mọi người. Tại vì sao? Tại vì bớt giãn cách đó. Mấy chị em nè, em với anh Hùng mấy tháng trời đó. Mấy tháng trời luôn. Nó là 4-5 tháng, 3-4 tháng luôn anh Hùng ha. 3 tháng mấy. Dạ, cũng mong cho hết dịch hẳn để cho những bà con cô bác mình được buôn bán mà ở lệ ngồi mà dạng ngồi tầm mấy người cũng được đó mọi người. Thì cũng mong là điều dạ, đó. Đúng rồi. Và bây giờ là cũng chưa có được ngồi. Dạ đúng rồi. Nên vì vậy là ở Phương có dự định là bán chưa? Chưa biết bán là được chưa. Phải sợ, để một tuần không? Tuần hai tuần nó coi coi sao. Chứ giờ em cũng cho xong. Tại vì chỗ Thu Phương bán á, thường thường đa số là thích là tương tác với Thu Phương á. Dạ, rồi bán đem về không thì nó cũng chắc không đúng có rồi. Không có bàn mà tại người ta lại đó thích ngồi chợ chơi đồ ngồi tương tác rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đâm ra vài bữa nữa thì coi tình hình ổn như thế nào quá. Thì bây giờ thời gian rảnh thì em sẽ qua em hụ chị hai. Trời ơi, trời là trời. Có cò bói không? Có cò bói không? Rửa cái thau. Rửa. Rửa đi má ơi. Cái quăng xuống đất mới để lên lại. Có
cho bói không? Rồi vô. Em cho bói á, nhưng mà coi lúc 12 giờ khuya lên phòng em mới coi được. Hồi hay quá rồi. Xuất sắc. Rồi rồi. Không cái bây giờ đó coi mới đúng. Đúng rồi, cái giờ đó coi đúng. Giờ đó coi đúng. Ừ. Dạ cái giờ đó cái chỉ kim á nó chỉ đúng giờ đó. Xoay gì đó xoay. Nó xoay cái đứng lên chỗ cái là dạ, đúng ngay chỉ ngay đúng giờ đúng không? Thôi ôi hay hiểu ý đồ phương không kìa. Hiểu ý gì rồi. Vô rửa đi. Vô rửa đi. Quậy hoài. Quậy hoài đó có miếng làm hoài à. Bà phải đẩy một chiếc xe này cho bể kiến nó mới vui. Trời ơi thiệt có má ơi. Kêu là cho con có chứ. Dạ. Anh hay coi chim em lắm hả? Anh coi live chim phải coi chim. Coi live chim. Hôm qua kể cho ơi, có xe chim của Thu Phương không? Thôi đi vô đi búp rồi lấy hai trứng vịt lộn cho búp ăn đi hai. Chán cái sự nhà có ba chị và em mà má này nhoi vậy đi vô trồng ăn vịt lộn. Ủa thì tao coi live stream thì bây giờ họ tôi hỏi người ta có xe chim cho bà không bà nói gì vậy bà. Anh có xe chim cho em á? Có bấm like không xe? Có bấm like không xe? Like không mà. Có bấm like không? Có bấm like không xe? Vậy là thôi vậy giờ xe giùm em. Vậy là cái xe đúng không? Rồi tại biết sao không xe chim em sướng em đặng cho bốn hộp ốc. Khỏi tốn tiền mua ốc. Nhà anh Vững đây luôn hả anh? Dạ. Lên ghế chưa? Khi nào có nhậu nhẹt thiếu đào chưa em nha. Bữa nay mấy con đào bóc bóc luôn á anh thấy không? Làm mấy chỉ, tắm mấy chỉ chứ chưa biết chưa? Ngon vậy con đào đó, nào ngon ngon. Nhắm mắt anh lựa đại đi, con nào bóc lựa đó anh thấy không? Nói chung là anh bóc lại con nào nó cũng giống con nào hết trơn. Không khác gì chứ. Đơn giản giống như anh đặt bầu cua vậy đó. Còn khác rồi mà. Ngon con này. Cái con nhúng được, con nhúng không được. Con nào cũng ngon hết trơn, ngon. Nó bụng ngon lắm, bụng trường ngon lắm. Ê, chứ bây giờ trở lại vấn đề đi mọi người ơi. Thì bây giờ là cá mòi ba cô bóng rồi lộn. Quên, hộp cá mòi ba người đàn bà, không có giống đàn bà cũng không có giống đàn ông. Còn gì vậy? Anh ơi đừng nói gì hết. Nói gì đau lòng. Nói đau lòng tụi em thiệt á. Tụi em sinh ra đảng vậy là đến như là một mũi dao đâm vô tim tụi em rồi đó. Đó chứ là mọi người thương. Anh đâm đâu, anh đâm chứ đừng đâm vô tim em. Anh đâm thêm nữa cũng được. Anh đâm ở đâu cũng được. Chứ mọi người thương chị hai anh hai thì ghé ăn ủng hộ cho mọi người nha. Tại vì 3-4 tháng giãn cách từ món ốc này là món rất là quen thuộc của những chị bánh bèo hay là giới tính thứ ba hay là những anh thanh niên nó đều thích ăn luôn. Có những người lớn tuổi ăn được. Cô đó chứ. Con gì nó chạy kìa chị hai ơi. Trời ơi chị ơi. Con cua. Con đồ dữ em thấy em thấy con cua em là quá ha, sao em thấy con kia không là. Là không lợi tôi vua. Là không lợi tôi vua. Con cua thiếu thì mới là. Chỉ ai ơi nó bò nó kìa. Ôi con của mẹ. Đó mọi người ơi. Không biết là ngon luôn. Có món mới nha, có món ốc len xào dừa nữa nè mọi người. Đó, nhìn cả nhà. Ốc là ốc tươi mỗi ngày không nha cả nhà nha. Tại vì mấy bữa nay thì mấy hai bán gọi là ngày nào là gọi là vỡ trận là hết ngày đó. Wow, nên là xuất sắc luôn đó Phương. Không được lắm. Phải nói là mừng cho dạ tụi em không có đẹp nhưng mà lên sân khấu tụi em dẹp mấy con đẹp qua bên à. Thôi rồi. Ôi giật bẻ nè má ơi. Chết rồi rồi ơi. Giật bẻ thiệt không có giỡn. Nhận em miếng hài đâu nè bẻ thiệt đó má. Rồi giãn rồi đó. Nói chứ hello mọi người nha, mong mọi người thương yêu chị hai cũng như anh hai đó. Mọi người ghé 374 Bình Thánh mọi người ủng hộ nha. Tại vì đây cũng là em của anh Hùng Lý và anh Hùng Lý rất là dễ thương luôn. Mong mọi người đến đây ăn ốc và mọi người được chụp hình với anh Hùng Lý nè. Đó rồi giao lưu với anh Hùng Lý nha mọi người nha. Để giúp cho chị em có động lực để mà ngày nào cũng ra clip vui, ra clip hài để mà phục vụ mọi người. Thì em xem clip anh Hùng Lý em nghe nói là mai mốt mà có hoạt động trở lại thì anh Hùng Lý sẽ đi làng mù đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa? Nếu mà được gọi là Sài Gòn sẽ được đi tỉnh lại thì Hùng Lý sẽ đi làng mù ở Sóc Trăng để phát quà cho làng mù nha cả nhà nha. Yeah. Thì trên kênh Xuất Sắc Kho Xuất Sống Mới thì ai cũng đã biết rồi đúng không cả nhà. Thì có nhiều người á vào hay hỏi Hùng Lý mà sao tới giờ này nghe nói vào chưa có đi. Có nhiều Hùng Lý nghĩ là mọi người hỏi và bản thân mọi người cũng biết là đi tỉnh không được mà mọi người cứ hỏi hoài nên là Hùng Lý bực bội quá. Hùng Lý nói tiền xài hết anh không đi rồi. Em bảo đảm có người sẽ hỏi anh câu này. Hùng Lý ơi nhớ sao kê nha. Trời. Đúng không? Rồi đó giờ cả nhà, thôi giờ cả nhà chờ chút xíu nữa khi ốc làm xong ra dĩa thì em sẽ tiếp tục clip nha cả nhà nha. Một chút nữa em sẽ ăn, em sẽ hưởng thức để coi bốn tháng trời coi cái tay nghề của chị hai có mức tương tác không hay là làm ngon hơn hồi đó nữa đó. Thì em sẽ thưởng thức nha mọi người nha. 1 hour later.
2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to birthday to you. Hồi xưa chưa tập tạ hát được, tụi tôi hát lại giùm em. Tụi tôi lộn tông được lắm. Cái bài này quen biết mà tụi em hát lộn á mọi người. Hát lại lại anh Hùng. Cái bài này mà còn quên, không biết bài này còn quên nữa thì có chết rồi. 2, 3. Happy. Má ơi. Đừng má cái gì má. Chán cái xấu hình ảnh ghê luôn, búp búp á mọi người. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Không có tương tác thiệt tình. Không có vui. Giờ có chuyện nào mới cho ăn. Ý là chị mới vui. Hát tao làm đúng không? Happy birthday to you. Giả, không có giả. Cố lên, em tin chị làm được nha, bóp cố lên. Thiệt luôn, mày diễn như thiệt luôn. Đúng rồi, giả giả thì thiệt. Tao búng tay một cái là camera tắt đó. Tao búng tay là camera tắt đó. Xù vậy? Chị kỳ vậy. Bà biết cái bóng chai huyền thoại của tôi không? À em biết rồi, camera tắt là chị tắt luôn. Nè, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vợ ba ba bê bê chi ăn chưa vậy em? Lấy cái ghế này bé. Cái ghế này bé. Happy đó. Ủa mà sinh nhật ai vậy? Sinh nhật cô gì vậy? Em sinh nhật ai vậy? Đó, nhưng ngồi bên đây là cái gió có đâu mà được. Không, 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 em biết sinh nhật ai biết không? Sinh nhật ai biết không? Ông sinh nhật búp búp đại trước, đại trước 4 tháng đi. Đại trước 4 tháng đi búp. Ừ. Đại trước 4 tháng đi ăn. Đại trước 4 tháng đi. Rồi lại la mọi người ơi. Đó bây giờ chúng em ăn là nguyên một cái lẩu uyên ương nha. Lẩu thập cảnh nè. Này lẩu ốc nè. Ủa nãy em đưa cho chị rồi mà. Chưa có đưa cái gì luôn á. Ngon quá mọi người ơi, mọi người thấy ngon không mọi đó, người? Đó, bốn đứa con gái tụi em giống như bộ đội vậy đó, má nào má nó ăn ổ bánh mì nè, má nhìn nè, nè quay vô cái bánh mì giùm em đi đó. Hoa hậu top 8 nè, siêu mẫu nè, quý bà nè. Đó, ổ ăn ổ bánh mì đó. Đây nữ hoàng cá dưa khô nè. Nữ hoàng cá khô, nữ hoàng cá dưa, nữ hoàng khô cá dưa nha mọi người. Cá dưa nha mọi người nha. Vui vẻ đi mọi người. Cá dưa hay liên hệ Zalo của em là 0962993000. Ôi, xuất sắc luôn má ơi. Cá cho mọi gì hình vui. Rồi. Đó là ba chị em nè. Ủa ba chị em nè. Má tao về búp búp đẹp nhất nha má. Chị đẹp hết luôn á, chị sáng. Má ba tụi em Hùng lại không đẹp bằng chị luôn á. Chụp thôi nha, chứ không có đăng nha. Không có đăng. Búp búp chụp thôi, chụp cho vui vậy đó. Anh cho Kiều coi tóc nó thương, chào tóc thương nè. Một. Anh Hùng. Anh sẽ quay rồi, từ từ anh. Ăn đi mấy má ơi, rồi ăn được chưa, ăn được chưa? Tao mắc ăn lắm giờ mấy má, cho con ăn đi mấy má, mắc ăn lắm rồi. Má hành tao cho đã, má kêu chụp đã. Cái nết quá chụp cái nết. Trời ơi, kỳ vậy bóp. Em biết chưa? Ồ, cái nết quá chụp cái nết. Đâu đi. Con này bóc luôn đi chứ giờ. Cảm nhận đi Phạm Hương. Trời mọi người nha mọi người. Làm sao mà 4 năm tháng cách ly đó mọi người thì bây giờ chị em tụi em mới hội họp lại được cái ngày hôm nay nè. Làm bây giờ. Gì hội họp được có ngày hôm nay? Hôm nay mới hội họp lại được. Búp nó nói chuyện giống như tiếng gì không gành vậy má. Ở bên nước ngoài á. À, how are you? I'm many. Nói cái gì vậy? Má nói gì tao tán. Đó, cho tiếng gì cho má ăn nghe má ăn nói gì tao tán. Lên mạng chửi ao 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 mà lúc nào mà lên clip á giống như là giống như là tiếng Việt mà nó không gành đồ này nọ đó. Trời ơi, cái gì mà nói lên nói chung mà nói câu trước còn thiếu câu sau, rồi câu sau thiếu khúc giữa gì tùm lum hết trơn á đó. Buồn mà trời ơi, mà kêu chửi cái này má không sót một chữ. Trời ơi là trời, nó chửi mà giống như là có dừng á, phải không? Đi mà trơn tru vậy nè, chỗ xuất sắc. Ê, gói bánh mì kìa. Vậy? Không thấy á. Búp. Dạ. Phương. Ngon mọi người. Thôi bữa này sao không thấy búp lại chìm chửi nữa ta. Ý là không ai kiếm chuyện. Ai kiếm chuyện nào chửi má. Tại tối nó về chửi tôi bà Đông Phương rồi má. Tối tặng mình chửi bà Đông Phương rồi má. Đó. Thấy những nhiều khi mà thấy búp mà ngồi chửi thương má vui má thiệt vâng. Câu vui vui. Chửi không có đầu, chửi bắt đầu chửi. Ngon lắm mọi người. Chân gà. Chân gà. Không có nịnh bà hai thì. Đúng không? Ngon má. Bến ai xào không? Ở đây là bà bé hai tự là tự xào luôn nha mọi người. Ngon má. Đúng không á. Mà nhìn cái gì cũng hấp dẫn đó Phương ha. Mà đúng là ấp tui nó khác nè Phương, nhìn nè Phương. Lên hết con rồi nè Phương. Trời ơi, cái này tươi con nữa má. Búp tươi hả? À, không có sao chứ búp được. Không ai búp được. Búp tươi con luôn á má. Cái là chắc chắn rồi đó. Có gặp thử con cá dứa mình nha, cái gì má. Nữ hoàng, nữ hoàng cá viên chiên, nữ hoàng tóc, nữ hoàng tóc, nữ hoàng cá, nữ hoàng bé heo đó, nữ hoàng vàng bạc cho qua đá quý thành phố Hồ Chí Minh. Thôi nha, cá biết này gì biết không? Cái nữ hoàng gì biết không? Nữ hoàng từ thiện, nữ hoàng từ thiện đó, làm khác gì đó tao hay không? À, nói chung chứ nữ hoàng ăn nhiều quá trong cái mùa này á,
bà cũng cực khổ nhưng mà mọi người ơi, bà cũng đủ quen ăn uống mọi người hết, bà đã trải lòng hết cho mọi người luôn rồi đó, mà còn bị chửi quá hết trơn luôn mà mọi mà người còn bị chửi quá trời mọi người phải thương bà nhiều hơn. Thì mùa dịch này là hôm bữa á, cái thời gian á. Cái gì hôm nào bây giờ em nói tiếng Việt không có đành đúng không? Nhưng mà em nói câu này nghe hay nè. Nhưng vô thập toàn. Không có ai mà. Sao sai ra má ơi, quay đường nó mặt không á. Nè 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 nè, nói câu này là ngon nhất nè. Chứ trời mới mới biết nói lần đầu tiên luôn nè. Nhưng vô thập toàn. Không có ai mà thập toàn thập mỹ hết trơn mọi người. Thì làm cái gì nó cũng phải có cái thiếu sót hay là nó có cái gì đó. Mọi người hãy nhìn vô mấy cái mà. Alo alo 1234. Alo alo đang thử, chúng tôi đang thử máy. Thì mọi người phải nhìn vô trong những cái tích cực của người ta. Tử micro. Mọi người phải nhìn cho cái tích cực của mọi của người ta khi người ta làm nè. Hoặc là những cái mà lăng xả đó của người ta, chứ mọi người đừng bao giờ mà xăm soi những cái nhỏ nhặt hay là cái gì đó thì nói rồi. Cho dù bất cứ một cái gì mà làm cho dù hoàn hảo cỡ nào đi nữa thì nó cũng phải có một hoặc hai một cái điểm nó sai sót. Tại sao 100% mọi người mới 98% hoàng mỹ đó mọi người không nhìn vô, không chỉ xói những cái hoàng mỹ đó mà cứ lo vào 1% hoặc là 2% mấy cái mà thiếu sót đó, thì thấy tội cho cái người đi làm từ thiện, là tội cho những cái người mà có cái tấm lòng đối với mọi đến mọi người trong mùa dịch này nọ luôn nữa. Thì mong mọi người nghe được những cái lời nói được của Búp Búp á, thì mọi người nên thương tụi em nhiều hơn. Mọi người biết không, hôm nay Hồng Lý dù có chỉ có một người mà Hồng Lý rất là vui cái điều này nè. Hồi đó đó Hồng Lý quay bên kênh Tu Phương cũng vậy, mà kể cả bên kênh Sức Sống Mới cũng vậy. Có một cái đứa là Vũ Trần chửi Hồng Lý nhiều lắm, mọi người chửi dữ dằn luôn. Thu Phương nếu mà nói về Thu Phương ấn tượng luôn, chửi nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay khi quay lại kênh Sức Sống Mới, cái thời gian qua Hồng Lý nghĩ là đã theo dõi Hồng Lý rất là nhiều, thì sẵn mà Hồng Lý nói là một người mà gọi là chửi Hồng Lý chấn động nha, là nói ăn chặn từ thiện nè, sợ này chửi quá cho chửi luôn. Nhưng mà hôm nay khi quay lại mọi người biết không, thì lại nói là xin lỗi Hồng Lý, những cái gì mà em chửi Hồng Lý em đã xóa hết rồi. Giống như là cảm nhận được ngày xưa lúc trước là em cũng nghe người ta nói Hùng Lý dạng vậy, thì cũng nghe xong rồi ghét Hùng Lý. Rồi khi mà gọi thời gian coi từ từ, xem từ từ, thì tất cả những gì Hùng Lý làm đều được các anh chị mà các mạnh thường quân hưởng ứng theo Hùng Lý, nên là đã quay lại. Có một câu hát luôn. Bồ Hồ ơi anh buồn chi, những lời người ta nhớ buồn đâu, họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai cho nơi bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống trong nghĩa tình, sống xa con người, phải sống ra con người nha mọi người. Đó, nha. Đó. Thì mọi người biết trong thời gian qua có nhiều cái bình luận trái chiều lắm. Em nghe nhiều cái gì nè, kênh của Hồng Lý á, đi dịch mà không có xả thân đi, tàn là nhằm kêu người khác chuyển đi này nọ. Mọi người biết cái thời gian qua phút đó em cũng không nói nữa. Trời ơi, F0 tràn lan hết, thì em chính bản thân em cũng sợ em bệnh rồi em lây cho người khác vậy cả nhà. Cái vấn đề là nó nhiều, không đi nó có nhiều cái lắm. Rồi nói chung là khi ở nhà thì em vẫn biết cách làm sao ổn nhất có thể đi gửi đến cho bà con. Không thiếu, mọi người biết mà em ở nhà em nhốt 3 tháng mà em từ thiện hết cũng hết 2 tháng rưỡi rồi đó. Chỉ có ngừng vài ngày thôi, hôm nay chuyển cho khu này, mai chuyển cho khu kia, rồi kể cả tỉnh Cần Giuộc, tỉnh Long An em làm hết luôn. Em liên hệ với các người với tỉnh Long An rồi gửi cho bà con, mọi người xem clip, mọi người biết đó. Đó, vì vậy làm nói chung là làm cái gì á thì cũng không có thể nào mà được lòng hết tất cả mọi người. Nhưng mà em chỉ là nhắn nhủ với tất cả những người không yêu thương em, khi những gì mọi người thấy mà em, mọi người trước khi mọi người muốn phán xét em một điều gì đó, thì mọi người hãy xem lại là thời gian qua những gì em hoạt động và em làm như thế nào. Còn nếu mà thực sự mà Hồng Lý mà có làm sai đó mọi người, thì thực chất ra là Hồng Lý từng nói hoài, cái kênh Sức Sống Mới này nó chỉ là một cái kênh nhỏ ở trong cộng đồng YouTube thôi. Thì nếu mà Hồng Lý làm sai thì các kênh khác và các YouTube khác đã đánh Hùng Lý rất lâu rồi. Thật sự luôn, tại Hùng Lý là chỉ là nhỏ nho thôi, có ai có làm cái gì đâu mà ta sợ, người ta không dám moi móc Hùng Lý. Nhưng mà tại vì Hùng Lý đâu có làm sai đâu, ta kiếm ra được để người ta moi móc đó mọi người đó nha cả nhà. Bởi vì vậy là khi mọi người muốn nói một cái điều gì đó thì hãy gọi là xem xét lại trước khi nói, mà coi Hùng Lý có sai có làm điều gì, thì mọi nếu Hùng Lý thực sự có sai thì mọi người cứ đưa lên cộng đồng mạng bình thường. Nói chung là thường thường những người mà cào phím mà những người đó không có giúp đỡ, họ chỉ ở giỏi ở nhà họ bấm bàn phím thôi. Nhưng mà họ không có thấy được cái quá trình. Nói nữa là nhưng vô thập toàn đấy má ơi. Nhưng vô thập toàn. Họ không thấy được cái quá trình của anh Hùng Lý sao. Nhìn bằng con mắt và cảm nhận bằng cái tâm. Nhưng mà họ nói chung là mình làm okay. Mình làm gì mình vì mọi người đi. Đúng còn rồi. Ai nói gì nói kệ người ta. Thôi bây giờ sau đây anh không có bình luận, không có chửi lại luôn cô. Đúng rồi. Ai mà chửi anh cái anh cười vui vẻ mới nữa. Không chửi được nữa hết. Hỏi thì sao ơi. Anh kêu Thái á. Không có chặn ai hết tất cả. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ giống như là ai mà vô nói là anh Hùng nè, hay giả tạo hay là anh Hùng này, anh ỉ kia làm từ thiện gì mà bị người ta chửi hoài, anh cứ ghi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, anh cứ cảm ơn hoài đi.
tự tự động một ngày nào đó người ta sẽ nhìn một cái quá trình của mình làm quá nhiều việc, người ta có hiểu mình không, người ta xin lỗi mình liền. Em thấy thường thường mấy người vậy là mấy người ở nhà cào phím chứ không phải là làm giúp đời giúp người đó. Bây giờ hai má này thì biết nói chuyện nhân chương, má con tôi người búp búp chút chả biết nói chuyện nhân chương. Bây giờ không, giờ kết thúc clip đi đó. Làm đi nói chuyện với má ơi. Rồi xong. Làm đi nói chuyện với má ơi. Rồi vậy đi. Nói chung bây giờ làm mà ngồi nhà bấm hoài, má giống như mấy chân gài nè, rồi có gài đó chặt hết luôn, chặt hết luôn, luôn đó. Nói chung bây giờ dịch cũng bớt giãn cách rồi thì hôm nay hội nhóm tứ đại mỹ nhân tụi em có một chào ăn uống ngon miệng như vậy. Đúng rồi, đó là 4 năm tháng rồi đó mọi người. Mừng lắm. Má nói chị cố lên chị, cũng cái chị. Đó nè. Bây giờ chị nè, cố lên, cũng cái chị. Cố lên chị. Cố lên nè, cố lên. Dạ má. 1 2 3 vô. Cố lên nha. Về nha. Không sai không về nha, chứ trà đào trà tắt tắt không mà sai. Ủa thì đặt tiểu đường rồi về má. Đã quá. Quá đã. Quá đã luôn. Về đi. Rồi. Chơi đi. Không sao mà về má. Ăn mừng cho con nhỏ Vi nó chết đi. Đúng rồi. Đi đi mà tao nói nó ăn nhậu mới chữ chơi đi con nó nghe. Con Vi nó sụp đổ đi. Lạ luôn. Chết đi. Má nó thiệt á. Cài con Vi lắm rồi. Hai má. Như đàn ông có gì mấy má. Hả? Không có cái kể gì đàn ông nhập với bà nội. Cái cô Vi thì phải đàn ông nhập. Đúng rồi. Ừ, bây đêm phải gồng lên. Tất kích bắt tiên nhiều quá thành đàn ông hết trơn hay gì mấy má. Cũng có hồn nữa. Nói chung cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn những anh chị em bạn bè mình đã theo dõi và xem kênh của anh Xuất Sống Mới. Thì mong là thời gian sắp tới nữa thì mong là mọi người, những anh chị em bạn bè mình ủng hộ chị búp búp về nghề tóc nè. Chị mới chuyển về địa chỉ mấy? 409. Trời chán dữ sự. Quý gì mà chụp quà đi. 409 409-8 cho mọi người. Đó. Chuyển trải luôn cho mọi người. Thì địa chỉ mới đó. Còn Biên Kim thì tình hình dịch bệnh bớt thôi. Thì Biên Kim có bán cô cái dưới với lại lạp xưởng. Lạp xưởng thì mọi người ủng hộ nha. Thì anh Hùng thì vẫn như thường lệ thì vẫn ở không ở nhà. Thì lựa ngày lạnh tháng tốt thì lại tiệm vàng coi vàng mẫu mới thì mua. Còn em thì cái viên chiên, còn chưa cái viên chiên chưa hoạt động trở lại nha mọi người nha. Mong mọi người thương yêu thì mọi cái người nhớ đi cái cỡ năm sau đó mọi người. Ủa nó tù ghê. Cái miệng chơi dài đi đẹp Phật rồi dài dạt cứu khổ cứu nạn ai những người hãm hại con ẩn hiện lên, ẩn hiện lên. Cho con ẩn hiện lên cho con thấy ẩn hiện lên. Hiện lên. Mọi người thấy không, quá trời cái miệng nói em năm sau đó mọi người. Em muốn buông xuôi với bả luôn á. 4 tháng mọi người ơi, chị em vui vẻ 4 tháng 4 5 tháng rồi mới gặp nhau đó mọi người. Thì với đến Vũ Đô Phương xin thay mặt anh Hùng Lý, thay mặt chị Búp Búp, thay mặt cái Cường gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Mong là những anh chị em bạn bè và con cô bác mình trong nước và ngoài nước đó mình xem clip kênh của anh Sức Sống Mới hay là kênh của Sắc Màu Tuổi Thơ cái gì? Sắc Màu LGBT đi đó, Sắc Màu Sài Gòn đi đó, mọi người ủng hộ hai kênh tụi em. Có kênh Sức Sống Mới với kênh Sắc Màu Sài Gòn để giúp cho tụi em có động lực để mà có tinh thần ra thật là nhiều clip, quay thật là nhiều sản phẩm để kênh. Đừng có cắt kênh người ta. Kênh chứ kênh bé. Kênh. Nhưng mà tôi nói nó kênh. Ủa tôi BD tôi muốn nói gì nói cho mấy người ngang ngược với vậy má. Lý sao tao hiểu được rồi. Ủa, chán cái sợ đó mọi người. Chuyện của chúng em là vậy. Bye bye tất cả mọi người nha.